Xin chào mọi người. Xin chào mọi người. Hôm nay hai vợ chồng mình đi lấy xe điện Tesla nhé. Hôm nay là vợ mình lái cho mình nha. Mọi lần mình lái cho vợ không mà thì hôm nay vợ lái để cho mình ngồi bên hậu chuyện với mọi người cho an toàn. Thank you honey. Rồi hôm nay là mình đi lấy chiếc xe điện Tesla Model Y mọi người. Hôm nay hai vợ chồng mình thật là phấn khởi khi đi lấy xe điện Tesla nha. Thích không honey? Yes. Đợi quá lâu luôn rồi đó. Hơn 3 tháng rồi mọi người. Từ khi mình đặt hàng trên mạng á. Đây là mình phải công nhận đó là cái xe điện Tesla là một trong những cái xe mà có công nghệ mà tối tân nhất hiện bây giờ trên thế giới luôn á. Cho cái loại xe hơi thường á. Tại vì tất cả các hoạt động mà control, tức là kiểm soát khi mà mình lái á, bằng cái hệ thống trên cái màn hình hết à. Rồi cái xe Tesla này là mình lấy là nó là Model Y. Chiếc này nó có tất cả tổng cộng 8 cái camera chung quanh cái xe. Và nó nói là hình như có 12 cái, nó gọi là cái sensor đó, là nó ultrasonic sensor. Thì nó chung quanh cái xe luôn, cho nên chạy rất là an toàn. Thì chiếc này á thì mình không cần phải đổ xăng nữa nè, rồi mình không cần phải thay nhớt nữa, mà nó lại đỡ tốn tiền, nó lại tiết kiệm rất là nhiều tiền xăng nữa. Thì cái chiếc này á, cái cách mà mình đặt hàng mình mua nó cũng lạ lắm, nó khác hơn tất cả các xe hơi từ xưa đến giờ mà mình mua á. Mấy cái xe hơi thường là mình phải vô trong cái dealer nè, rồi mình coi xong mình thỏa thuận xong mình thương lượng mình trả giá nữa. Và chiếc Tesla này không có trả giá được, nó có giá sao là trên mạng nó hiện ra bằng đó thôi à. Cho nên ai mua cũng giống nhau hết. Tí nữa mình sẽ nói lại cái cách mà order trên mạng cho ai mà muốn mua thì lên trên mạng mà cái cách thức mà mình mua như thế nào. Rồi mình phải đợi khoảng chừng 6-8 tuần á. Thì mình nghĩ Tesla này á nó sẽ là xe của tương lai, của mấy cái thế hệ tương lai á, mấy xe điện á. Không phải là Tesla nói riêng, nhưng mà mình nghĩ là tất cả các hãng khác bây giờ nó đang cạnh tranh nhau, nó ra cái xe điện rất là nhiều. Thì mình nghĩ là chừng vài năm nữa là xe điện nó sẽ rất là nhiều ở không những ở Mỹ mà ở các nơi trên thế giới á. Tại vì khỏi phải mình không phải lo ô nhiễm môi trường, rồi mấy khí thải độc á, carbon monoxide, tức là bảo vệ cho môi trường nữa. Mà càng ngày mình nghĩ là technology á, cái công nghệ nó càng tối tân hơn nữa, cho nên nó sẽ đi được xa hơn. Hiện bây giờ thì mấy cái model S, mấy cái model của Tesla thì nó chạy được khoảng chừng 300 mấy cho tới gần 400 miles một lần nó chạy đầy á. Thì mình nghĩ là có mấy chiếc Tesla nó có thể chạy trên 500 miles mỗi lần nó chạy đầy như vậy đó. Thì mình nghĩ là trong tương lai là nó sẽ phát triển, hoặc là nó tiến bộ hơn nhiều. Thì xe điện mình nghĩ là nó sẽ là xe của thế hệ tương lai. Đầu tiên là mình mua xe hơi mà mình phải lên trên mạng, mình order trên mạng đó. Về cái thủ tục mà mua xe Tesla này như thế nào, thì đầu tiên á thì mình tới cái hãng Tesla mình lái thử cái xe điện Tesla đó. Thì nếu mà mình thích cái loại xe đó đó thì mình lên trên mạng á, mình vào trong cái mạng của Tesla đó, mình tạo một cái account cho mình, rồi xong rồi mình bắt đầu mình order, mình đặt hàng thôi. Thì Tesla cái quá trình order nó cũng đơn giản, mình chọn tất cả các chức năng của cơ mình có bỏ thêm gì không, thì khi mình bỏ thêm vô thì nó tính tiền. Còn nếu mà có nhiều chức năng mà nó có sẵn rồi thì mình không cần phải trả tiền thêm. Sau khi tạo account của Tesla thì mình chọn cái Model Y ở trong cái account của mình để mình đặt hàng cái Tesla, thì nó hiện lên cái Tesla này. Thì mình bấm vào cái order now đó, là đặt hàng bây giờ đó. Sau khi mình đặt hàng xong rồi thì nó sẽ hiện lên cái đó, cái Model Y cho mình nè. Nó là cái 326 mile nè. Rồi nó có long range. Đó, long range là 30. Còn bấm vô performance thì nó có 303 mile à. Mặc nó mắc hơn thì nó lại ít hơn. Cho nên mình chọn long range để đi được xa hơn á. Thì cái màu sơn nước xe là màu trắng nè, thì không cần phải trả tiền. Màu đen thì trả thêm 1000.
màu silver là màu bạc á, ngàn với màu xanh 1.000, màu đỏ là mắc nhất là 2.000. Thì mình thích màu màu trắng lắm, xưa giờ mình đi xe mình thích màu trắng cho nên mình chọn màu trắng. Nên là cái bánh xe nè 19 inch là không tốn tiền, mà 20 inch là phải đóng thêm 2.000. Thì mình đi ấy thôi, 19 inch thôi. Cái thao hitch là cái dàn kéo phía sau á. Đó, mình chọn vô để mình, như khi mình chạy xe đạp cho mấy đứa bé thì mình đóng thêm 1.000 nữa. Thì interior bên trong, thì ghế màu đen với lại màu trắng. Màu trắng thì đóng thêm tiền, còn màu đen thì không cần. Mình có con nhỏ cho nên mình màu đen thôi. Cái này cái ghế 7 chỗ ngồi nè, đóng thêm 3.000. Thì gia đình mình 6 người mà, thế nên mình chạy được 7 người. Thì mình bấm vô cái mình xem coi cái dàn thứ 3 nằm sao. Đó là nằm như vậy đó. Nếu mình chở được 7 người đó, mình bỏ chức năng vô, mình đóng thêm 3.000 vô. Mấy xe này nó có tự động chạy hết nha. Còn cái này full self driving, tức là tự động lái và tự động chạy luôn á, thì 10.000. Nhưng mà cái chức năng này mình thấy chứ nó chưa tiến bộ lắm, cho nên mình để tới năm tới hoặc là mấy năm tới mình mua. Sau khi đó là bây giờ xong rồi nè. Đó, bây giờ mình nó tóm tắt lại cho mình ấy thôi. Thì tổng cộng số tiền đó là gần 58.000 đó. Thì nếu mà cộng thuế má vào thì xe này còn chừng 61.000 tới 62.000 đó. Thì sau khi mình đặt hàng xong rồi đó thì nó kêu mình đặt cọc. Thì lần trước mình đặt cọc $100 Mỹ, mà hiện bây giờ á, bây giờ nhìn nó lên rồi, cái đặt cọc nó lên là thành 250 đó. Và sau đó mình đợi thôi, mình đợi khoảng chừng 6 đến 8 tuần. Cái xe này của mình đó là mình đặt cũng hơn 3 tháng rồi đó, là tại vì thì bây giờ mấy cái chip á, nó đang thiếu á, mấy cái chip điện tử nọ đó, cho nên nó thích nó lâu hơn. Sau khi mà mình sau khi nó cái xe mình nó tới rồi đó thì nó sẽ báo cho mình biết, rồi để mình trả tiền còn lại. Sau khi mình trả xong rồi á, thì nó sẽ cho mình cái ngày để mình lấy xe. Cái Tesla này á, nó tối tân là cái là tất cả các control á, mình có thể dùng cái iPhone của mình á, là mình điều khiển được hết. Tức là mình mở, hoặc là mình mở cốp xe, hoặc là mở đầu máy xe, hoặc là mình mở tất cả cánh cửa xe đó, mình control bằng hết bằng cái phone của mình, bằng iPhone á. Thì tụi Tesla này nó cũng gắn trên 25.000 cái Super Charging Station, tức là nó gọi là siêu sạc á, mấy cái hệ thống mà siêu sạc ở gần 25.000 cái nơi ở trên Mỹ á. Cho nên khi mà mình đi á, mình đi từ điểm A cho tới điểm B á, thì trên cái mà hệ thống GPS á, nó sẽ cho mình biết là cái hệ thống cái trạm siêu sạc của nó ở chỗ nào, cho nên để cho mình sạc điện á. Thì cái trạm mà siêu sạc của nó đó, thì mình sạc khoảng chừng 25 phút cho tới 30 phút là đầy hết rồi. Nhiều người nói cái đó bất tiện, tại vì khi mình đổ vô mình đổ xăng á, thì mình đổ xăng thì thường mất khoảng chừng 55 phút thôi là xong. Còn Tesla á, thì nó phải hết ra 25 đến nửa tiếng. Thế nên nhiều khi mình phải plan out cái chuyến đi của mình á. Cái chiếc Tesla này á, khi mà mình giống như là ai mà đi đâu xong rồi mệt, nó tấp vô chỗ nào ngủ á. Rồi nhiều khi mình sợ là mình không cần phải sợ là cái khí độc chung quanh, nhưng mà carbon monoxide á, nó thải ra chung quanh cái xe. Tại vì giống như cái xe, giống như xe xăng á, dùng xăng á, thì khi mà mình mở cái mình tới đâu mình tắp vô mình ngủ, xong mình nó nóng á, mình mở cái máy lạnh ra mình ngủ á, thì nhiều khi cái carbon monoxide á, nó chạy ra chung quanh, cho nên mình phải cần một cái nơi mà nó thoáng á để đỡ nguy hiểm. Còn nếu mà cái chỗ nào mà nó không thoáng á, thì cái emission á, cái carbon monoxide á, nó thải ra là chung quanh là rất là nguy hiểm. Còn về xe điện Tesla mình không cần sợ gì cho nó, tại vì nó đâu có emission đâu, nó đâu có cái khí thải độc carbon monoxide đâu mình sợ, cho nên rất là an toàn. Xe Tesla này á, là chạy 100% điện luôn á, tức là nó không phải như là hybrid tức là nửa xăng hoặc là nửa điện, cái này là 100% điện luôn. Tesla là đứng hàng đầu về xe điện. Mình đang thắc mắc không biết tại sao mà nó không có làm bằng cái năng lượng mặt trời ở trên á, để cho nó tự động nó sạc cái bình. Thì mình nghĩ là trong tương lai là nó sẽ ra thôi à. Và bây giờ hai vợ chồng mình đã tới cái hãng xe điện Tesla, và bây giờ mình đi vào trong đây rồi mình kêu họ đưa xe cho mình thôi. Với là mình ký một số giấy tờ cho họ nữa trước khi họ đưa xe cho mình. That's it? Và bây giờ mình ký một số giấy tờ cho họ, tức là họ làm thay đổi xe cho mình đó, trước khi họ giao xe cho mình. Và bây giờ mình đi chung quanh cái xe, mình xem coi nó bị cái gì không.
Xe Tesla thấy người thấy đẹp chưa? Đây là một trong những xe mà kỹ thuật tối tân nhất hiện nay trên thế giới đó. Nước sơn trắng là rất là đẹp. Mình thích màu trắng nha. Đó, và đây là cái xe Tesla Model Y nè. Ở bên trong thì chẳng có gì, nó giống như đồ chơi vậy đó. Anh vô vậy. Nó có chìa khóa nè. Cái này chìa khóa của Tesla nè. Đây họ để giấy chúc mừng với lại cái giấy lên mình download cái Tesla app á. Trong cái phone mình để điều khiển cái xe này. And then here's your deeper well. So for more storage there. So if you regularly don't need it, I would recommend doing that, but then you just pull them up when you do need it. And then The car seat? Yes, sir. Can I be put here though, huh? Can they put here? It can. There's the clips down here for that. Okay, that's good. And in the back too? There aren't the clips, but they could be buckled in or a booster. Oh, the booster. Okay. Yes, sir. Oh, này dây chặt ở nhà đó. Nó này nó chắc chậm lắm. Chắc khoảng chừng 4 mao một tiếng à. Có giấy gì đây? Để làm gì vậy nè. Ok. Ở dưới gầm thì nó có được thêm đựng như đây. Cái này mình lấy ra được. Lấy ra được. Ok. Cái gì đây? Này là cái để đựng bảng số xe. Rồi. Giống như đồ chơi vậy mà. Rồi. Này phía sau hả? Nên mở tới đây hết rồi hả? Không mở hết nữa hả? Hết rồi. Cái này mình đẩy tới xong rồi mình ngồi. Cho nên đằng sau nó có chỗ gì? Ở đâu cái này đâu có mặt được nữa đâu không? Có gì đâu không? Bên kia thôi hả? Có leg room không? Có chỗ để chân nè. Có mà như là bật thêm cái này nếu ngoài sau muốn rộng ở ngoài sau nữa thì mình có thể bật thêm một cái nữa đó. Đó. Nó đẩy mạnh tới. Chưa vô trong cái gì? Chưa em vô trong ngồi thử coi. Cái leg room sao? Đẩy này xuống. Thì cũng vừa đủ ngồi thôi à, chứ không có phải là rộng cho lắm. Cho nên cho mấy đứa bé ngồi sau thì thoải mái không? Mấy đứa bé ngồi sau thì được không? Nếu em ngồi được thì ok. Cái này mình hạ xuống nè. Cái này hạ được luôn không anh? Này hả? Không, đâu hạ được đâu. Nó hạ cái giữa thôi à, hạ giữa thôi à. Cũng vừa cái giò thôi à, ai mà giò mà dài quá chắc ngồi không vừa. Đây coi, vừa đủ anh ơi. Hả? Đây là vừa đủ thôi. Là để cái ghế bé ngoài sau này. Like push it up. Do you have you there's a trick of waiting for is there a trick to do it? Yeah, you push the button and hear a noise and then you push forward and then you can't quite you can't push and pull at the same time. Okay. You give pause and let it make sense do that. No wonder I feel like it's kind of hard to move forward. Well, let me do it one more time. I'm squeezing, then pulling, then up. Okay. Yes, ma'am. And then you don't have to squeeze anything out of it.
So I would do my left hand. Là mình ấn vô mình nghe cái tiếng nó kêu cho mình đẩy tới cho mình nhấc cái lên thôi. Okay. Yeah. Okay. Okay, so they said that they have 8 cameras total. Mm-hmm. So this is the first one and two. One, two, and... Three, four, five. Oh, right there. Yeah, I see. Four, five. Other two on the side. Two on the side. And then the one in the back. Yes, sir. Okay. Oh, now it makes sense. Oh, so they have 8 cameras. And they said they have it's a 12 ultrasonic sensors. Yes, sir. Cool. All right. Yep. There's no motor. That's for towing if you need it. It goes in, there's a spot right here for it to screw in for a tow truck to tow you. How do you open this? That's a good question. I haven't had to do that, but it would. I can ask and it would be in the manual. Mm-hmm. So I'll check on that. Okay. And then to close it, Look. Windshield. Yes, okay. Windshield wiper fluid. I thought like it's rest it right here. A firm push. That's it? Mm-hmm. Okay. Okay, like a little toy. Congratulations. All right, thank you so much. Yeah, so go to Tesla.com and hit accept delivery. Yes. Sau khi họ đưa cái xe mình xong thì trên cái Tesla account của mình thì nó hiện lên cái xe của mình nè. Thì bây giờ mình dùng cái chìa khóa để mình set up cái chìa khóa trong cái iPhone của mình á. Thì mình vô trong xe mình bấm này lên thôi, thì mình để cái chìa khóa gần đó là tự động nó nối vô trong cái phone của mình. Vậy là bây giờ mình dùng cái iPhone mình để mình mở xe, tức là mình đi đâu mình vô trong xe là tự động xe nó mở máy cho mình luôn. Bây giờ mình đang làm quen cái xe Tesla này, mặc dù mình đã lái test drive hôm bữa, mình đã lái thử lần rồi, bây giờ vô mình vẫn còn làm cọng không. Cho nên mình đang làm quen với cái xe này. Cái này cái máy lạnh này mọi người. Bằng mình đụng vô là nó hoạt động này, nó hay vậy đó. Bây giờ điều chỉnh kéo lên kéo xuống, mình điều chỉnh cái hơi lạnh lên chỗ nào. Và đây là kéo qua kéo lại là mình điều chỉnh cái nhiệt độ đó của cái máy lạnh đó. Đó, bây giờ máy lạnh AC đang thổi đó. Xe này chạy rất là êm luôn. Mình đang bấm vào cái hệ thống camera phía sau á thì đang hiện lên đó. Cái mình lui xe là tự động nó hiện lên, mà mình đang chạy mình muốn coi phía sau mình bấm vô cái camera là tự động nó cho mình xem cái camera phía sau liền. Rồi và bây giờ mình trên đường đi về mang xe điện Tesla thì về nhà. Xe này rất là giọt luôn, và êm mà đạp ga lên cái nó chạy rất là giọt luôn. Mình buông trên thắng ra trên ga là nó thắng lại, rồi mình đạp trong cái này là nó giọt, nó chạy lên mà không nghe một tiếng động. Xe nó không phải như xe xăng là nó không có nổ máy, chỉ có đạp ga là chạy thôi, đạp là nó giọt lên luôn, mà nó không có một cái tiếng, không nghe tiếng xe gì trên luôn, nó êm như vậy, êm rất là đầm. Thì đây là xe mới cho nên cái hệ thống autopilot với lại camera nó chưa có hiện lên, tại vì nó đang hiệu chỉnh, nó gọi là calibrate, đang hiệu chỉnh. Sau khi mình chạy một hồi thì tự nó hiệu chỉnh xong rồi nó mới hiện lên. Hiện bây giờ cái hệ thống mà autopilot tức là tự chạy nó chưa có hoạt động, tại vì mình phải chạy theo mười mấy 20 miles thì nó tự điều chỉnh, sau đó nó gọi là calibration đó. Khi nó calibrate xong đó, là lúc đó nó mới hoạt động. Cái chức năng autopilot bây giờ hiện như nó chưa có hoạt động đó. Bây giờ cái mấy camera cũng chưa có hoạt động nữa, mà phải chạy một hồi nữa thì nó tự điều chỉnh xong rồi nó mới hiện lên hoạt động đó. Mọi người thấy autopilot nó đang xanh á, tức là đang tới nửa của nó chứ đó. Nó đang calibrate. Thế mình chạy một hồi, mình chạy chừng 5-10 phút sau á, thì lúc đó nó tự điều chỉnh thì nó mới hoạt động. Vì đây là xe mới toàn luôn mà brand new á, cho nên hệ thống autopilot nó chưa có hiện lên hết. Một hồi nữa sau khi cái màu xanh á, nó chạy nó chạy đầy xong rồi lúc đó nó cái camera với hệ thống autopilot lúc đó nó mới hoạt động.
Và bây giờ cái autopilot, cái vòng xanh nó đã đầy rồi thì bây giờ nó cho cái chức năng autopilot nó đã hoạt động rồi nè. Rồi mình thấy cái camera bắt đầu nó đã hoạt động rồi thì nó sẽ thu hình tất cả các xe mà chạy chung quanh cái xe điện Tesla này, và đồng thời nó cho mình bấm hai nút xuống á, là cái hệ thống autopilot phải để điều chỉnh mấy cái lens á. Đó là nó sẽ nó đang hoạt động nó màu xanh á. Cái màu xanh đặc á, tức là nó là giống như là nó full self driving á, nhưng mà tại vì cái chức năng mình chưa có mua á, cho nên nó chỉ có giữ là tự động tự chạy trong cái lane mình đang chạy thôi. Đây là hệ thống sạc xe Tesla ở nhà nè, đó mình bấm nút này rồi tự động mở lên. Rồi xong mình đợi cho nó màu trắng, sau đó mình cắm này vô. Cắm hết vô thì lúc đó nó sẽ đổi thành xanh da trời nè. Sau đó nó đổi qua màu xanh lá cây là nó đang sạc đó. Thì nó sạc khoảng chừng 6 đến 8, nếu mà cái bình hết luôn á, từ 6 đến 8 tiếng là nó đầy hết. Xe nó còn bình nhiều lắm, cho nên nó còn 1 tiếng 35 phút là nó đầy nè. Đó. Và từ bây giờ trở đi mình không cần phải đổi xăng nữa nha, mình bye bye xăng nha, bây giờ dùng điện thôi nha. Mình xin cảm ơn mọi người đã theo dõi video clip này. Mọi người nhớ bấm vào like rồi subscribe và chia sẻ cái video clip này cho mọi người biết tới cái loại xe điện Tesla này nha. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại lần sau.